Hello students, today is Tuesday and Miss Bone see you again. Hôm nay cô và các con chúng ta cùng nhau làm cuộc bút nhé. Nhưng trước khi làm cuộc bút, cô muốn tất cả các con hãy nhìn lên màn hình and review vocabularies for me. Now look and listen again. Long, short, black, curly, straight. Again. Long, short, black, curly, straight. Once more time. Long, short, black, curly, straight. Okay, đây là năm từ vựng của bài ngày hôm trước. Cô cho các con viết mỗi một chữ hai hàng vào trong vở ở nhà. Các con đã viết xong cho cô chưa? Nếu bạn nào còn chưa viết xong, chúng ta cố gắng hoàn thành cho cô ha. Okay. Now we open the book. Open page 68. Bây giờ cô muốn các con chúng ta mở sách của book trang 68. Các con sẽ hoàn thành 3 phần cho cô. 1, 2 and 3. The first one, draw and color yourself. Ở phần 1, các con tự mình, tự vẽ bản thân mình, sau đó tô màu. Ok. Các con hãy quan sát lên màn hình. Đây là bức tranh mẫu của cô. Các con có thể nhìn vào bức tranh mẫu của cô để tham khảo, sau đó tự mình hoàn thành bức tranh của mình cho cô ha. Bây giờ các con lấy bút chì, bút màu và chúng ta hoàn thành bức tranh cho cô nào. Các con hoàn thành bức tranh xong, chúng ta tiếp tục làm qua phần 2. True, look at your picture, read and circle. Ở phần 2, các con hãy nhìn lại vào bức tranh ở phần 1 mà các con vừa vẽ và tô màu đó. Sau đó chúng ta đọc những câu hỏi và khoanh tròn đáp án đúng. Ok, for example 1. My eyes are. Mắt của tớ là. Là màu gì nhỉ? À, bức tranh cô vừa vẽ mẫu, cô tô mắt của bạn ấy màu black. Vậy cô sẽ khoanh tròn chữ gì? Chữ black. My eyes are black. Ok, tương tự number 2, 3 and 4. Các con vẽ tóc của mình như thế nào? Chúng ta khoanh tròn đúng cái chữ đó. Ví dụ, thẳng hay quăn, dài hay ngắn. Và tô tóc của mình màu gì? Thì chúng ta khoanh tròn đúng cái màu đó cho cô ha. Bây giờ các con lấy bút ra, chúng ta sẽ hoàn thành phần 2 cho cô nào. Các con hoàn thành phần 2 xong, chúng ta tiếp tục qua phần 3. Read, write. Phần 3 là viết. Yêu cầu các con là trả lời câu hỏi. Các con hãy nhìn lại bức tranh mà chúng ta vừa vẽ ở phần 1. Sau đó chúng ta sẽ đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi. Phần 3 cho cô ha. For example, what color are your eyes? What color are your eyes? Mắt của bạn màu gì? À, các con vừa thấy bức tranh mẫu, cô vừa tô màu mắt của bạn ấy là màu đen đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ trả lời là they are black. Ok, they are black. Chúng có màu đen. Tương tự number 2, 3 and 4, các con trả lời cho cô. Câu số 2, what color is your hair? Is, à tóc của con màu gì? Chúng ta sẽ trả lời is cộng với màu sắc phía sau nó, ok? Number 3 and 4, các con lưu ý cho cô. Câu số 3 và số 4 là hai câu hỏi lựa chọn. Các con sẽ phải chọn một trong hai cái này hoặc cái kia. Nếu các con vẽ tóc của mình quăn thì chúng ta sẽ trả lời là curly. Còn nếu chúng ta vẽ tóc của mình thẳng, chúng ta sẽ lựa chọn chữ straight để chúng ta trả lời. Câu số 4 cũng vậy, nhưng trước khi trả lời các con lưu ý, câu 3, câu 4 họ không cho chúng ta từ gợi ý. Các con phải trả lời một câu dài cho cô. Ok? Và chúng ta có thể sử dụng chữ is để trả lời cho câu 3 và câu 4. Nào bây giờ các con hãy lấy bút ra và chúng ta hoàn thành phần 3 cho cô vào trong sách ha.
Have you finished? Các con hoàn thành phần 3 xong, cô sẽ có một bài tập nữa cho các con. Để các con làm ở nhà cho cô ha. Now, I have an exercise for you. Missing the letters. Điền từ khuyết. For example, các con nhìn lên màn hình cho cô. Đây là một cái chữ nó đang còn thiếu đúng không ạ? Nhiệm vụ của các con là chúng ta phải tìm những cái chữ cái còn thiếu để điền vào cái chữ này. Hoàn thành chữ này để tạo thành một chữ có nghĩa. Các con đoán thử xem đây là chữ gì nào? Cô sẽ có chữ chữ friend. Chữ friend, các con chúng ta học unit 10 và ngay tựa đề của unit 10 chúng ta bắt gặp chữ friend, a new friend, ok? Bây giờ cô có 5 chữ cho các con. Nhiệm vụ của các con là chúng ta sẽ hoàn thành 5 chữ này cho cô. Ok? Bây giờ các con lấy vở và bút ra, chúng ta viết bài tập này vào trong vở của mình. Sau đó cố gắng tự mình làm ở nhà cho cô ha. Để bài học tiếp theo, cô và các con chúng ta sẽ cùng nhau sửa bài này nhé. Ok? Now today I'm very happy to see you again. See you on Thursday. Thank you. Bye bye.